Ok, thế thì hôm nay anh sẽ giới thiệu cho mọi người một chút về cái mà hôm trước chúng ta nói chuyện đấy. Đây là cách mà làm thế nào giữa hai máy, có thể là hai máy tính, có thể là điện thoại, máy tính hay bất kỳ hai cái thiết bị nào. Giờ chúng ta sẽ gọi nó là các thiết bị đầu cuối, end device. Thế, các máy tính hay điện thoại hay là cái thiết bị nào của em, máy chơi game thôi, máy tính bảng thôi. Thì nó cũng tính là một thiết bị đầu cuối, và các thiết bị này nó sẽ phải gửi và nhận dữ liệu một cách nào đấy. Đấy, chúng ta sẽ tìm hiểu một chút là làm thế nào để hai cái thiết bị đấy có thể gửi nhận dữ liệu thông qua mạng internet chẳng hạn. Thế thì mọi người sẽ biết là cái dữ liệu ở đây ấy, nó sẽ chẳng nó gửi một cái đoạn thông tin, thông điệp vào đó, trên đường truyền giữa hai bên. Đấy, có nghĩa là nó sẽ phải trao đổi giữa hai thằng với nhau. Thế bây giờ anh giả sử máy tính của anh hỏi máy tính của anh, máy tính bên Alice, em thấy ở trên này, giả sử anh là Alice, anh sẽ có cái máy tính của anh đúng không? Giờ vị trí của máy tính của anh là ở đây. Đây là máy tính của anh. Máy tính của anh nó sẽ có một cái kết nối mạng dây hoặc là không dây ở đấy với một cái cục router trong phòng, với cục wifi của bọn em ấy. Đây sẽ có một cục cục router ở đây hay wifi gì đấy, switch với cả router, sẽ có hai cục cục switch và cục router. Thường bây giờ thì tích hợp luôn. Bọn này thì thường là sẽ nối thêm với một cục modem. Đây giả sử là cục này là cục router và nó sẽ phát sóng wifi, sóng máy tính của anh. Cục này thì lại cắm dây với một cục modem đi. Cục này thì ngoài đến cái máy tính của anh thì nó còn có thể là cắm trực tiếp sang một cái máy tính bàn nào đấy, đúng không? Đấy, mình có thể vẽ đấy cái máy tính bàn. Đấy, ví dụ thì máy tính bàn đấy có thể lại phát wifi cho một cái thiết bị di động ở đấy. Thiết bị di động ở đấy. Đấy, có thể là lại cắm hay là phát wifi ở đấy cho một cái chẳng hạn laptop ở đấy. Ví dụ như thế. Đây là cái laptop. Anh nghe thông cảm, anh vẽ thì cũng không phải là đẹp lắm. Cái cục này thì nó lại nối với cả, mình sẽ vẽ lại. Đây là màu xanh. Nối lại với thằng modem ở trên này. Cái thằng modem này thì nó sẽ nối dây cáp quang ở đấy với một thằng của nhà mạng, nối với cả một cái trụ sở ở đấy của nhà mạng, cấp mạng ở đấy của nhà mạng. Anh sẽ vẽ chấm 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 ở đây, thành một cái trụ sở ở đấy của nhà mạng, mà thằng này chẳng hạn là thằng chạm anten đi. Thằng này thì nó lại phát sóng anten, phát sóng vệ tinh lên trên các vệ tinh ở trên. Đấy, nó lại gửi nhận tín hiệu từ đấy cho các vệ tinh ở trên, có thể là lên trên này gặp các vệ tinh ở trên. Đấy, thế thì đại loại là cái thằng ở vệ tinh ở trên này nó lại phát sóng tới một cái trạm anten khác ở đấy, và nó lại dựa theo đúng cái mô hình như thế này, nó lại dây dây mơ dây má đấy đến một nhà khác. Cái nhà khác thì sẽ có một cục modem, cũng có thể kết nối với cả cùng một nhà mạng của mình, cũng có thể kết nối với cả một cái nhà mạng khác. Từ cái cục modem đấy nó lại tiếp tục đi dần dần qua các router, đi qua các thiết bị đầu cuối khác nhau. Đấy thì cái mô hình của nó mọi người sẽ thấy là nó sẽ cắm, nó sẽ có một thằng ở bên mình, sẽ có một thằng anh gọi thằng này đi, thằng này chính là cái thằng ở vị trí gọi
biết quên là cửa đi. Nó ra thẳng đầu vào. Thằng này nó sẽ xác định là khi thông tin đi tới thì nó sẽ chia chia thông tin sang thiết bị nào. Thì thằng này nó chính là thằng giữ cửa nhà của mình. Thế nhiệm vụ của chúng ta ấy, nhiệm vụ của một hệ thống mạng ấy, đấy là khi thông tin, chẳng hạn là từ cái máy qua list là máy này, nó muốn gặp một cái thông tin với một Đâu? máy là bot, Đâu? nó nằm ở một vị trí khác, một máy bot ở đấy, một cái điện thoại ở đấy, ở Đâu một vậy vị ạ? trí khác, ở một cái đường mạng khác, mình sẽ vẽ tượng trưng thôi, ở một cái đường mạng khác như thế này. Và hai thằng này thì, trên cái đường truyền này có thể có rất nhiều các trạm khác nhau. Mình sẽ Rồi vẽ mình biết nó ra vậy thông không? qua một cái internet ở đây đi. Anh em mình sẽ vẽ đây là internet. À, đang Đó, học. chuyện internet. Thì đường này nó lại gắn thế nào đấy về cái thương mại nhà mình. Thế mô hình mình nhìn thấy á, cái cả cái cụm này này, cả cụm lớn này này. Đó, anh em mình thấy gọi đây là một cái mạng cục bộ. Mạng cục bộ là cái mạng mà nó chỉ có ở trong nội bộ. Ấy à, mạng ở phạm vi nhỏ nội bộ thì chúng ta đã gọi là mạng cục bộ. Các mạng cục bộ này thì nó sẽ có một cách ở đấy, nó lại giống hệt cái mô hình như vậy nhá. Nó sẽ có một thằng ở giữa trung tâm, xong rồi thằng đấy nó sẽ ra cái thằng mà kết nối các thằng khác lại. Thì cái thằng trung tâm bây giờ nó chính là cái internet của mình ở đây này, có thể là, nó là cái vệ tinh gì đấy. Một thằng vệ tinh ở đấy nó phải kết nối với nhiều nhà mạng, mỗi nhà mạng thì nó lại kết nối tới nhiều thằng modem. Mỗi thằng modem lại có cái router tương ứng cắm vào đấy. Mình nhìn thấy là nó giống như cái mô hình dạng cây ấy. Cây nó cứ ở trên đi xuống, ở trên đi xuống như này, một thằng có thể có nhiều thằng như này, thằng bên kia có một thằng sẽ có nhiều thằng như này, thằng bọn nó lại cùng chia sẻ một thằng ở trên như thế này. Thế đây là mô hình dạng cây. Thì cái mô hình internet của anh em mình nó cũng y hệt như thế. Như vậy câu hỏi đặt ra là nếu máy của anh là máy Alice ở đây muốn liên lạc với máy Bob là máy ở vị trí dưới này, thì làm thế nào, thông tin làm thế nào có thể đi được đến đúng máy Bob, nó không bị lạc sang máy của người nào khác, nó không thể lạc sang máy của một ai khác được. Và ngoài ra chương trình mình cần thì nó mới có thông tin, chương trình khác không thể có thông tin được, thì làm thế nào? Ví dụ anh gửi thông tin của anh là Messenger của Tùng Anh đó, qua Messenger của Ngân chẳng hạn, thì lúc đấy rõ ràng là chỉ có Messenger của Ngân được phép biết, thằng Zalo của Ngân không được phép biết, thằng WhatsApp của Ngân không được phép biết, Garena của Ngân không được phép biết. Đó, thông tin mà anh gửi cho em là chỉ có thằng Messenger được đọc thôi. Thế thì tại sao, làm thế nào để chúng ta có thể đánh dấu, làm thế nào đấy để cho cái thông tin đấy chỉ có thằng kia đặt, chỉ có cái phần mềm mới được đọc. Thế ở đây chúng ta sẽ sinh ra một khái niệm là anh em mình sẽ phải đánh số địa chỉ cho từng cấp một. Địa chỉ nó sẽ có cái địa chỉ router là cái gì đấy, địa chỉ máy ở trong mạng, mạng cục bộ ông nói chúng ta vừa nói, nó sẽ phải có một cái địa chỉ ở đấy. Tương tự địa chỉ ở trong nữa có cái địa chỉ các phần mềm ở trong máy, mỗi phần mềm nó sẽ phải có một cái địa chỉ ở đấy, để khi chúng ta gửi thì cái thằng shipper trên đường truyền nó nhìn thấy thằng này nó nằm ở ngách 1 ngõ 2 đường 3, phường xã 4 phường 5 gì đấy, quận 6 thành phố 7 chẳng hạn, nó muốn gửi cho một thằng khác ở ngách bao nhiêu, ngõ bao nhiêu, đường bao nhiêu đấy. Thế thì nó phải tường minh ra được đến cái mức nhỏ 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 như thế, có nghĩa là cái địa chỉ của nó phải tường minh đến mức nhỏ nhất, mức ứng dụng. Thế thì bây giờ mỗi loại thì chúng ta sẽ lại có một cái cách để chúng ta đánh số riêng. Mỗi cấp này chúng ta sẽ có một cách để đánh số riêng, nó sẽ phân cấp các lớp này. Nếu mà tụi em học công nghệ mạng thì tụi em sẽ thấy là phân cấp thì nó sẽ có các mô hình OSI và mô hình TCP/IP ấy. Thì những cái mô hình đấy chính là các cách là phân cấp, là cấp của cái địa chỉ này như thế nào, cấp của địa chỉ kia như thế nào.
Rồi, thế thì anh sẽ vẽ lại thằng này một cái để cho mọi người dễ nhìn hơn. Thì mình sẽ vẽ ngược ấy, ngược từ dưới lên trên đi. Đó, đường dưới cùng ở dưới này nó chính là đường tín hiệu. Đó, đi giữa hai cái máy với nhau. Tín hiệu có nghĩa là cái dây mà dây mạng đi từ cái đó, mình sẽ giả sử từ cái cổng rotor 1 sang rotor 2 nhé. Thế thì ở đây nó chính là cái rotor của mình. Anh giả sử đây là cái rotor của anh. Được. Rồi, vẽ rotor thì vẽ như này. Vì sao mọi người sẽ thấy những thằng này nó sẽ có cái chuẩn riêng, những cái ký hiệu riêng. Anh vẽ thì có thể là không nhớ, không nhớ chuẩn đâu, nhưng mà đại loại thì bọn này nó sẽ có chuẩn riêng. Thằng này nó có thể là phân cấp lên nhiều máy khác nhau. Mình sẽ vẽ như này. Các máy thì có thể có nhiều ứng dụng khác nhau. Thì đây anh sẽ giả sử là máy tính của anh. Có thể có cái gì đấy ở đây thì anh không biết được. Máy này của anh thì nó lại có các phần mềm với nhau. Đây là Messenger này. Messenger hình như này sao ấy. Đâu. Hình thuộc điện thoại. Có thể là Discord. Discord thì hình cái cầm game rồi sao. Mấy chơi game như này. Có thể là Facebook nữa. Hoặc là Zalo rồi đấy. Zalo đi. Ở bên này nó cũng thế. Bên này nó cũng sẽ chia ra các máy. Và giả sử là máy mà anh cần giao tiếp nó nằm ở đây. Nó có thể là một cái laptop ở đấy. Và thằng này nó cũng sẽ có. Chờ tí, hậu mạng bây giờ nó không ổn định lắm, anh em thông cảm. Giờ đây mô hình của mình ấy, thế là mình sẽ phải xác định hai cái thằng chúng ta đánh dấu đây này, màu xanh này, đây thế nào nó phải sang đúng cái thằng ở bên này, Messenger ở bên này chứ không thể là đi nhầm được. Thế thì ở đây thì nó sẽ giống, mọi người sẽ thấy là cái mô hình này là giống cái mô hình mà các đơn vị vận chuyển của chúng ta trong thực tế chúng ta làm. Bình thường nếu mà anh mà muốn gửi thư nào đấy cho Ngân đấy, thì anh sẽ phải viết một bức thư, anh sẽ viết một cái tiêu đề thư, được chưa? Tiêu đề thư là anh từ vị trí nào gửi cho Ngân ở vị trí nào, địa chỉ ở đâu ở đâu ở đâu. Bảo ở thành phố nào, ở huyện nào, ở xã nào, ở nhà ông nào có đứa con gái tên là Ngân đấy, anh sẽ có một địa chỉ tương ứng như thế. Anh ơi, màn hình nó bị đuôi rồi. Mỡ chán nha. Có thấy không? Vẫn không thấy. Vẫn quay đều ạ. Đều giả thế.
người thấy chưa? Rồi nhỉ. Rồi ạ. Thế thì quay lại đây này. Đấy thì anh bảo ấy, anh cũng gửi cho Ngân thông qua ấy. Như thế thì lúc này công việc của anh là gì, anh sẽ phải đóng gói cái thông tin dữ liệu bức thư đấy, đúng chưa, vào trong một cái phong bì. Trong phong bì đấy thì anh sẽ ghi là để đến từ người gửi Nguyễn Tùng Anh, đến từ đâu, thuộc phường nào, thuộc quận nào, thuộc thành phố Hà Nội chẳng hạn. Rồi anh sẽ gửi cho thằng chẳng hạn ra bưu điện, anh gửi lên thằng bưu điện đi. Thế ông bưu điện ông nhận bức thư đấy, ông nhận được cái địa chỉ, ông xác nhận địa chỉ, ông vẫn giao cái bức thư đấy cho một thằng vận chuyển của bên bưu điện. Đấy, cái xe bưu điện nó sẽ dựa dựa trên cái địa chỉ ở ngoài, ở trên đấy nghĩa là A là từ thành phố này sang thành phố bên kia, đấy chưa, nó sẽ đi từ chi nhánh của anh, là từ chi nhánh quận Hà Đông thành phố Hà Nội, đi sang một cái chi nhánh thành phố A ở huyện B chẳng hạn. Từ cái chi nhánh đấy nó lại mở tiếp cái địa chỉ của anh ta, nó nhìn tiếp à, nó gửi đến xã này, nó lại vận chuyển đến cái vị trí xã đấy, từ cái xã đấy nó lại mở ra như thế, địa chỉ đến tổ này thôn này chẳng hạn, nó lại gửi đến cái vị trí tổ đến thôn đấy, ở tổ thôn đấy người gửi gửi cho nhà ông này chẳng hạn, nhà ông A chẳng hạn, thế nó lại gửi đến cái nhà ông A, và từ nhà ông A thì ông A ông giao nhận được cho ông A bức thư này đưa cho Ngân, thế là hỏi Ngân ơi có thư của bạn này. Thế thì anh em sẽ tưởng tượng là cái quá trình đấy nó y hệt như quá trình ở đây nó chính là từ anh, địa chỉ Messenger, tiếp tục đến cái vị trí máy tính đóng địa chỉ Messenger, phần mềm ứng dụng sử dụng ứng dụng Messenger của máy tính là máy tính PC để bàn chứ không phải điện thoại, không phải laptop, không phải là một cái máy tính hơi khác. Cái địa chỉ máy tính này vào, xong rồi đến đây, đến cái router này, nó lại thông qua cái router này, thông qua một cái mạng LAN như thế này, thông qua một cái thiết bị mạng như này, lại nhìn nhét tiếp một cái địa chỉ ở đây. Thông tin địa chỉ ở vị trí này là của cái thằng này. Nó còn những cái đằng sau nữa cơ, mình sẽ đây thì có những cái thằng khác sẽ điền tên lần lần nó vào, và lần ngượng cũng tương tự như thế, ở vị trí nhận thằng này nó sẽ bắt đầu phân tích cái dữ liệu là sao nó đến được đây, tại vì ta đã thêm cái địa chỉ ở vị trí này rồi, người gửi là một này, xong rồi nó phải gửi đến người nhận là ai, mình thêm địa chỉ vào, đến thằng người nhận nó bóc tách lần lượt này. Thế là bức thư này đến từ thằng kia, ok vậy biết rồi, và nó gửi đến đâu, nó gửi đến mình, xong từ mình nó lại phải gửi đâu tiếp, nó lại tách ra là nó biết được như vậy là nó gửi cho cái laptop này, cái laptop nó lại tách ra tiếp mà nó gửi tiếp cho cái ứng dụng này, vân vân. Anh em mình thấy cái quá trình này, đây chính là các quá trình mà chúng ta sẽ là đóng gói dữ liệu từ trên xuống dưới này, này nó sẽ gọi là quá trình đóng gói dữ liệu. Ở đây là chúng ta sẽ mở cái gói dữ liệu dần dần đấy ra. Thế bây giờ vấn đề sẽ là thế này, thông tin thì anh chỉ muốn biết là cái thằng này đọc được thôi, cái địa chỉ ấy, thì chỉ biết là thằng này nó đọc được thôi, anh không muốn là cái thằng này nó đọc được, em muốn là thằng ở dưới nó cũng đọc được. Thế lúc đó chúng ta sẽ làm gì, thì chúng ta sẽ lồng cái phong bì vào trong một cái phong bì khác, có nghĩa là người gửi tường anh, ok đấy là một cái phong bì người gửi tường anh nhé, xong rồi nó lại nhét vào một phong bì xã là Phúc La chẳng hạn, xã phường Phúc La chẳng hạn. Xong rồi lại lồng tiếp trong một cái phong bì khác nữa, người gửi tiếp là ở quận Hà Đông, xong rồi lồng tiếp một phong bì khác ở thành phố Hà Nội. Thế là thấy thằng kia khi mà nó mở ra ấy thì nó cũng sẽ mở dần dần, nó chỉ nhìn thấy cái ở ngoài nhất thôi, cái thằng nào ở ngoài nhất thì nó chỉ nhìn thấy những thằng ngoài nhất thôi, ở ngoài ta chỉ nhìn thấy là thằng này nó gửi đến thằng thành phố Hà Nội, xong nó mở ra phát ở trong nó nhìn thấy mở mở ra nó thấy thằng này nó lại gửi tiếp cho quận Hà Đông, xong nó mở ra tiếp, có nghĩa là nó phải bóc tách dần dần ra các lớp, ra các lớp thì nó mới có thể nhìn được những cái thằng ở đằng sau
chứ từ một thằng ngoài cùng thì nó sẽ không không thể đọc hết tất cả những, không phải là không thể đọc được, mà là thằng ngoài cùng thì nó chỉ cần quan tâm tới cái thông tin ở ngoài cùng mà thôi. Đấy, thì cái công đoạn mà chúng ta mà đóng gói gói tin, đấy gọi là đóng gói gói tin và bóc tách cái gói tin để phân bổ đến từng vị trí một, thì chúng ta sẽ phải có một cái địa chỉ nào đấy để chúng ta hoạch định. Và ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng cái này, chúng ta sẽ sử dụng cái gọi là địa chỉ IP. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng một cái để anh em mình có thể, nó có hai loại địa chỉ cơ, một là địa chỉ vật lý, hai là địa chỉ logic. Địa chỉ logic là địa chỉ mà chúng ta có thể thay đổi, chúng ta đặt tên chúng ta có thể thay đổi. Địa chỉ logic là giống như kiểu anh em mình bảo là chẳng hạn nhà anh Tùng Anh chẳng hạn, anh có thể có mấy cái nhà, anh có thể ở nhiều nhiều chỗ chỗ anh ở, anh có thể mỗi năm anh trọ một chỗ khác nhau. Thế là năm anh và qua anh Tùng Anh ở, thì có nghĩa là vị trí nhà anh ở đấy ok, nhưng năm sau anh ở chỗ khác rồi, nhưng mà nói cái cụm từ nhà anh Tùng Anh thì nó lại ở một vị trí khác. Năm sau nữa lại bảo nhà anh Tùng Anh, nó lại ở một vị trí khác, tại vì lúc đấy anh lại trọ ở một vị trí khác rồi. Đấy, thì cái đấy là nó là nó địa chỉ logic. Còn địa chỉ vật lý là địa chỉ như và fix cứng nó lại. Bây giờ mình thay thay vì mình nói là đến trường học viện thư mã, mình nói là đến số 141 đến chiến thắng. Cái số 141 đường chiến thắng này nó sẽ tồn tại mãi, không có chuyện là số 141 đường chiến thắng này thay đổi, không có chuyện nào viện nghị thuật mã nó ra chỗ khác thay đổi địa chỉ ở chỗ khác mà 141 đường chiến thắng nó lại thay đổi được, nó không thể nhảy lên thành 145, 147 được, nó vẫn là 141 đường chiến thắng. Thì cái địa chỉ thế là nó dạng địa chỉ vật lý, vì cái địa chỉ IP của em là nó là dạng là địa chỉ logic. Em sẽ thấy là địa chỉ IP của em có thể thay đổi được. Thì cái này thì về sau chúng ta lại về sau chúng ta sẽ lại thấy thay đổi như thế nào ấy, thì nó lại có những cái cách khác nhau. Khi nào chúng ta học cái học phần đấy thì chúng ta sẽ biết. Thế anh em mình vào hay gặp nhất là 192.168 bao nhiêu đấy, 0.1 đấy, kiểu kiểu thế. Nói là thằng này bên mnet anh xin lỗi, bên mqe ETH3 đây, em của mình 192.168.0.195 của anh ấy. Nhưng mà nếu mà anh mà tắt bật cái router thì nó lại đổi lại cái khác thôi. Đấy, cái này là cái địa chỉ logic, tại vì nó sẽ thay đổi được. Đấy, anh mà tắt đi, anh ra anh tắt bật cái router nó reset lại, nó cấp cho một giải địa chỉ khác. Mỗi lần nó cấp cho một giải địa chỉ khác nhau mà. Đấy, quay lại đây. Đấy, địa chỉ IP, ở đây nó xác định một địa chỉ IP thì nó sẽ biết được một máy như nào. Tương tự ở đây nó cũng có một cái và cũng là địa chỉ IP để phân tích, nhưng mà IP này là IP public. Tại sao lại có một cái IP public và IP kia, IP trong này là IP private, IP trong mạng LAN thôi. Anh em sẽ nhìn thấy là cái địa chỉ của anh em mình ấy, là anh vừa chỉ hiển thị cho anh em ấy, nó sẽ luôn có dạng là 192.168.0. bao nhiêu đấy hoặc là chấm 1. bao nhiêu đấy, đây là nó sẽ thi ở cái mạng của mình thôi, 0. bao nhiêu đấy hoặc là chấm 1. bao nhiêu đấy. Và nếu mà nhà nào nó cũng đặt thế thì nó chỉ đặt được có 256 trường hợp thôi. Vì nó chỉ có đi từ 0 cho đến 255 thôi. Nó chỉ có 192.168.1.1 hoặc là 192.168.1.2 cho đến 192.168.1.255 thôi. Nó không thể có 192.168.1.10.000.20.000.500.000 được. Không có đâu, nó chỉ cao nhất là 255 thôi. Đấy, như vậy thì nó chỉ được 255 máy là cùng. Mà chúng ta, người biết là số lượng người sống trên trái đất này là mấy tỷ, gần chục tỷ. Mỗi người có nhiều cái máy khác nhau, như vậy sẽ phải nhiều địa chỉ IP khác nhau. Đó. Thế làm sao mà 255 có đủ được?
Thì đây là giống như kiểu là một nhà thì có thể có bố, có mẹ, có con. Nhà khác thì cũng có bố, có mẹ, có con. Nhà khác nữa cũng có bố, có mẹ, có con. Thì mình bảo là bố thì mình chỉ nói ở trong cái nội bộ phạm vi khu vực nhà mình thôi. Hay là các khác ở đây, chúng ta gọi đây là 192.168.1.1 chẳng hạn. Thì nó chỉ là gọi cái thang đấy ở trong nội bộ phạm vi nhà mình thôi. Ở một thằng nhà khác nó cũng có một cái thang bố như thế, cũng 192.168.1.1. Ở một nhà khác nữa cũng có một thằng bố như thế, cũng 192.168.1.1. Nhưng cái địa chỉ ở ngoài này này, IP public này là tại khác nhau. Cái này cũng là cái khác nhau. À, cái thằng này nó cũng sẽ có một cái IP public ở đây, thằng này nó sẽ là thằng khác nhau. Và khi mà chúng ta nói về địa chỉ IP ấy, thì thường là chúng ta sẽ nói về cái thằng này. Địa chỉ IP public ra ngoài, chúng ta thường sẽ nói về thằng này. Đấy, mỗi nhà mạng thì ở mỗi nhà mạng trên thế giới thì sẽ được cấp một giải mã tương ứng. Không một nhà mạng nào được vi phạm, được phép phạm vào một cái giải mã của nhà mạng nào. Ngoài ra thì nó có những cái nhà mạng, có những cái giải mã dành cho những cái dịch vụ đặc biệt, dành cho những công ty đặc biệt, doanh nghiệp đặc biệt chẳng hạn. Thì cái mỗi cái nhà mạng đấy thì nó lại được phép sử dụng cái giải mã đấy để cấp cho những hộ, cho những cái gia đình như là đấy, có nghĩa là lúc mà chúng ta đăng ký mạng này đấy, thì nó lại sử dụng một cái địa chỉ IP public đấy để nó vứt cho một cái ngôi nhà nào đấy. Đấy thì đã gọi là quá trình, chúng ta sẽ có quá trình là đăng ký lên là địa chỉ của tao ở đâu, địa chỉ của tao nằm ở vị trí này ở ở khu vực phường này, bây giờ phường A ở đấy, đến phường A mày hỏi nhà ông Tuệ chẳng hạn, đấy thì có nghĩa đến đây nhà ông Tuệ là địa chỉ IP private này, nhà ông Tuệ gửi hàng cho cậu Tùng Anh chẳng hạn, thì cậu Tùng Anh chính là cái địa chỉ trên này. Trên này chúng ta sẽ sử dụng một khái niệm gọi là port, là cổng. Mỗi máy thì nó sẽ có một, mỗi ứng dụng, mỗi phần mềm mà vậy thì nó sẽ thông qua một cái cổng để nó giao tiếp ra ngoài. Đây là toàn bộ cái mô hình gọi là địa chỉ với cả đánh đánh số, định gọi gì nhỉ, đánh số, đặt tên địa chỉ sâu cho từ cái mức là máy tính của ai, hoặc cả router modem của ai, đến cái ứng dụng của ai thì nó đều phải có thông qua những cái thằng này. Đến đây anh em mình nghe, anh em mình có câu hỏi nào ở vậy anh em mình vẫn hiểu chứ? Hay là nghe khó khăn quá nên là thôi không nghe nữa rồi. Không hiểu. Vẫn hiểu anh ạ. Yeah, mọi người đây. Anh em mình biết là thằng Facebook địa chỉ IP là gì không? Thực ra thì nếu anh em mình vào một trang web nào như hôm trước anh bảo, trang web thực chất nó là gì? Nó lưu trữ ở trên một cái máy tính ở đấy. Một cái máy tính ở đấy thông qua một địa chỉ IP public này, nó cũng ở một cái máy tính ở đấy. Khi chúng ta truy cập vào trang web, thực ra là chúng ta nhập vào cái địa chỉ IP của máy đấy. Và cái máy đấy nó định là nếu em nhập vào cái địa chỉ IP này thì nó sẽ phản hồi ra một cái thông tin về một cái thông tin trong web như là đấy, hôm trước người ta anh chỉ HTML đúng không? Đấy thì đại loại là nó sẽ gửi cho một cái đoạn văn bản dạng ngôn ngữ HTML đấy, và thông qua cái trình duyệt của mình sẽ đọc được cái dạng văn bản đó thành một cái dạng hình ảnh. Ví dụ như khi mà chúng ta vào thằng Facebook đây. Đấy, đặt lên đây thì anh em mình sẽ thấy là vào Facebook nó sẽ rốt lốt ra một cái trang như thế này. Cái trang như thế này thực chất là nó là một cái trang HTML,